Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Sava High Speed, một mẫu xe mang thương hiệu của Đức. Xe được trang bị bộ chuyển động Soza, cái lớp sơn ghi sần pha với màu đen trong chiếc xe nó nổi bật, rất là hầm hố, rất là đẹp. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Sava, đồ nguyên bản chính hãng. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung carbon với mức giá 11,8 triệu, các bác sở hữu một bộ khung carbon, bộ chuyển động cũng rất là cao cấp, bộ chuyển động Soda, bành cao bản Sava rất đẹp, xuống màu rất đẹp. Phanh 3 mảnh, máy ơ cũng là của Sava. Đùi đĩa trục rỗng Pro Wheel. Máy ơ sau đi vòng cuối rồi. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 48 cm. Đây, để size 48 ở trên khung, size trung bình cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Sẽ bị lip 9 tầng và 2 tầng nữa. Chiếc xe này rất là mượt mà, lên xuống và Sava High Speed, một cái dòng xe rất là cao cấp, khá là cao cấp của thương hiệu Sava, và bên em đang chào bán với mức giá là 11,8 triệu. Báo ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đánh đăng ký kênh, ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.